xin chào các bạn, chào mừng các quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đường Phố Sài Gòn Vlog. Hiện tại là mình đang có mặt ngay trong xe ngã 6 Lý Thái Tổ, và ngay đây là một cái vòng xe ngã 6 rất là lớn của khu vực quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, và một đường là Lê Hồng Phong, một đường là Điện Biên Phủ, một đường là Lý Thái Tổ, và đường bên kia là đường Lý Thái Tổ, nó dài đó các anh chị. Bên kia cũng là đường Lý Thái Tổ, một bên là Cô Gia Tự, và là sáu ngõ của cái dòng xe ngã 6 này. Thì hôm nay em mời các anh chị cùng em đi vòng vòng khu vực đường Lý Thái Tổ để các anh chị xem nhé, xem bà con mình như thế nào, buôn bán làm sao nha. Hiện tại thì khu vực này giao thông khá là phức tạp, lộn xộn, và lúc nào nơi đây cũng đông với các anh chị. Rồi mình mời các anh chị cùng lên đường nhé. Đây thì Lý Thái Tổ khúc này thì người ta bán hàng vật liệu xây dựng là nhiều, bán thảm lót sàn, thảm trải sàn nhà các chị, trải phòng khách rất là nhiều. Chị thấy đây người ta bán thảm rất là nhiều luôn, thảm lót chân, lót sàn, sơn nhà. Có những tấm thảm rất là to luôn rồi. Ở đây mình đi từ vòng xoay ngã 6 Lý Thái Tổ về đường 3 tháng 2, và đang đi theo cái hướng là đi về đường 3 tháng 2. Mình cũng đi được nửa cái đường Lý Thái Tổ thôi, bởi vì cái đường Lý Thái Tổ còn qua bên kia vòng xoay ngã 6 thì tiếp tục là đường Lý Thái Tổ. Nhưng mà hiện tại thì cái vòng xoay nó kẹt xe khá là nhiều, khá là nghiêm trọng, nên là khó qua được vào bên kia, nên mình chỉ đi một đoạn Lý Thái Tổ ngắn của bên đây thôi. Thì hôm nào có dịp em sẽ đi qua bên kia quay cho các anh chị xem. Ở đây là giao lộ Lý Thái Tổ và Sư Văn Hạnh đây. Các anh chị quẹo phải đường Sư Văn Hạnh thì các anh chị sẽ đi về khu vực 3 tháng 2, và đi về khu vực phường 15 quận 10. Các anh chị quẹo trái đường Sư Văn Hạnh thì các anh chị sẽ đi ra được đường Trần Phú và chợ An Đông. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục đi thẳng cái con đường Lý Thái Tổ này. Tổ thì lúc nào cũng đông á, ngay vòng xoay ngã 6 cũng đông, và tới đây tới chỗ giao với đường 3 tháng 2 cũng đông, bởi vì ngay đây còn có một cái bệnh viện nhi đồng. Các anh chị thấy ở Sài Gòn thì một khi mà kẹt xe thì hầu như là không có gọi là một cái trật tự, chạy giống như là loạn xạ, mạnh ai nó chạy, mạnh xe lớn thì chạy, mạnh xe nhỏ thì chạy lòn lách với nhau mà chạy, chứ không có còn gọi là len bọng gì nữa. Được xây lại các anh chị, xây lại cũng khá là hoành tráng. Bệnh viện thì lúc nào cũng đông, đặc biệt là bệnh viện nhi đồng. Khu này toàn là gọi là bệnh viện
dành cho các Barbie em bé không ạ, rất là đông. Ở đây người ta có phát cơm từ thiện nè, chị thấy người ta phát cơm từ thiện không? Ai khó khăn thì lại xin phần cơm thì người ta vẫn cho, giúp cho những người khó khăn có con bệnh nằm ở bệnh viện đây đỡ đi phần nào chi phí của bệnh viện các anh chị. Ở đây là bệnh viện đây, khu vực khu khám bệnh rất là đông. Bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Nhi Đồng 1. Ở Sài Gòn thì có hai cái bệnh viện Nhi Đồng, chia là bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì tại đây là bệnh viện Nhi Đồng 1. Còn bệnh viện Nhi Đồng 2 thì nằm ngoài khu vực quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Là bệnh viện Nhi Đồng 2 là bệnh viện Hải quân hồi xưa anh chị. Bệnh viện Hải quân hồi xưa, bệnh viện của Hải quân từ thời Pháp tới bây giờ. Nên là cái bệnh viện nó khá là đẹp, khá là rộng, bên trong rất có nhiều cây xanh rất là to lớn, rất là đẹp. Kiến trúc bệnh viện cũng đẹp bởi vì đó là bệnh viện từ thời Pháp mà. Còn bệnh viện Nhi Đồng 1 ở đây thì là bệnh viện sau này. Thì ngay đây là ngay giao lộ của Lý Thái Tổ và 3 tháng 2. Ngay đây thì có cây cầu vượt, bây giờ nó làm cây cầu vượt nên là cũng đỡ kẹt xe rất là nhiều. Thì em sẽ quay lại đi phía bên kia cái đường Lý Thái Tổ cho các anh chị xem. Em sẽ quay ngược lại và em đang đi theo hướng là Lý Thái Tổ từ đường 3 tháng 2 đi tới vòng xoay ngã 6 anh chị. Chị thấy người ta bán thảm sàn, thảm lót chân rất là nhiều. Ở đây còn có một cái nhà thờ Bắc Hà, dạ bên phải là cái nhà thờ Bắc Hà. Thấy khu vực bệnh viện khá là đông không, toàn là những bé sơ sinh, những bé thiếu nhi thôi. Thời buổi bây giờ thì gọi là bệnh là bất chấp rồi, bất chấp độ tuổi rồi, từ nhỏ cho tới già tuổi nào cũng có người bệnh chứ không phải như hồi xưa mà tuổi già mới bệnh đâu. Dạ bây giờ là mới sinh ra rồi đã bệnh rồi. Có vào bệnh viện thì mới thấy được, nhiều khi có mấy bé mới sinh ra 1-2 tháng thôi mà bệnh gọi là trường kỳ nằm ở bệnh viện rồi, nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đấy, rất là tội. Thì hết cái khúc mà người ta bán thảm lót nhà thì tới cái khúc mà ta làm là thiệp cưới các anh chị. Đoạn của Lý Thái Tổ thì chuyên kinh doanh về thảm sàn, thảm lót nhà, ngoài ra còn có in ấn thiệp cưới danh thiếp, rất là sôi động ở khu vực này. In băng rôn, in đề can. Sài Gòn người ta nói là buôn có bạn bán có phần là vậy. Nếu các anh chị muốn mua thảm, rồi các anh chị muốn in danh thiếp, in thiệp cưới thì cứ việc ra đường Lý Thái Tổ tha hồ mà lựa chọn. Rất là nhiều gian hàng, rất là nhiều cửa hàng làm những cái dịch vụ như thế này.
ở đây đặc biệt là bán thảm, thảm với sân nước, sân tường rất là nhiều các chị. Còn ở đường Lý Thường Kiệt thì người ta cũng bán thảm như là bán bằng simili, bán bằng giải da, bán bằng simili. Còn ở đây người ta bán bằng thảm, bằng nhung, bằng lụa gì đó các anh chị. Rất là đẹp. Ở đây thì người ta bán thảm cao cấp hơn. Còn ở đường Lý Thường Kiệt thì người ta bán bằng simili là nhiều. Đây thì các anh chị thấy tình hình kẹt xe không? Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng. 9 giờ sáng rồi mà người ở ngoài đường còn rất là đông. Cái anh chở bia này ảnh lên lề nữa rồi. Bia Sapporo. Phương tiện đông như vậy mà muốn người đi bộ mà muốn băng qua đường rất là vất vả, khó, rất là khó băng qua đường, rất là nguy hiểm, bởi vì xe thật sự rất là đông đó anh chị thấy không? Mình chạy xe Honda, mình lòn lách vô mấy xe lớn mình cũng sợ đó, chứ là người đi bộ. Bởi vậy ở Sài Gòn xe cộ đông quá nên anh chị ít thấy có người đi bộ lắm. Ra đường chút xíu người ta cũng đi bằng Honda cho nó tiện, cho nó nhanh. Chứ nhiều khi mình đi bộ không có cái đường dành cho người đi bộ nên rất là khó đi. Mình đi bằng Honda thì nó dễ, đi bộ nó khó, băng qua cái giao lộ như vậy rất là khó. Tiếp tục băng qua bên đây là cũng là đường Lý Thái Tổ, và bên đây các anh chị thấy người ta chuyên làm về vỏ xe và lớp xe là nhiều, vá vỏ xe, hai lớp xe, là sửa mâm xe, đồ xe là ô tô, vỏ xe ô tô nhiều, phải làm, phải tùy theo đoạn đường, tùy theo địa điểm mà mình kinh doanh, chứ mình kinh doanh mà không theo khu vực thì rất là khó. Ở đây là đường Hồ Thị Kỷ, là một trong những cái chợ hoa lớn nhất ở Sài Gòn hiện nay anh chị. Nằm ở trên đường Hồ Thị Kỷ này có chợ hoa rất là lớn. Hôm nay thì gần tới ngày 20 tháng 10 rồi, cái chợ hoa này chắc chắn là sẽ rất là sôm tụ. Đây thì có một cái hàng cây sao rất là mát. Đoạn này thì có cái nhà khách chính phủ nên là không phải là nhà dân để mà kinh doanh buôn bán. Bên trái là đường Nguyễn Đình Chiểu, đường một chiều Nguyễn Đình Chiểu, bên phải là nhà khách chính phủ nên rất nhiều cây xanh bốc mát. Thì có cái hành lang dành cho người đi bộ rất là mát anh chị. Đi trên cái con đường này là gặp bóng mát luôn.
Sài Gòn thì trời nắng nóng, nhờ có những cái hàng cây mát như thế này thì rất là dễ chịu khi mình đi với trời nắng, chứ còn không thì nóng lắm. Dạ. Anh này anh mới thay lớp xe hay gì, anh cho anh ngắm nghía chụp hình. Tới đây thì cũng tới một cái vòng xoay, cũng đã kết thúc cái đường Lý Thái Tổ thôi, để em quay lại. Rồi em quay lại, quay lại tiếp tục hành trình cái đường Lý Thái Tổ, đi chiều phía ngược lại, đi đường từ Nguyễn Văn Cừ đi về vòng xoay ngã 6 Lý Thái Tổ. Ở đây các anh chị thấy người ta làm lớp xe rất là nhiều không? Làm lớp xe ô tô. Rồi in thiệp cưới, in màu, menu, danh thiếp, rất là nhiều cái con đường Lý Thái Tổ này. Bây giờ thì ra phần là người ta buôn bán online nên ít có sử dụng danh thiếp như hồi xưa. Và hồi xưa thì in danh thiếp rất là ngon, cái nghề đó rất là ngon anh chị. Học khoảng năm 90-95 thì cái nghề in danh thiếp rất là ngon, tại vì hầu như là kinh doanh ai cũng muốn giao dịch, giao lưu, trao đổi thương hiệu với nhau thì thường tặng nhau một cái card visit để giới thiệu sản phẩm kinh doanh của công ty mình, của cửa hàng mình. Tới thời buổi năm 2020 thì bây giờ hầu như là kinh doanh online là nhiều, nên ít có gặp nhau, ít có giao lưu với nhau, nên là cái ngành danh thiếp bây giờ nó cũng không còn chuộng như xưa nữa. Bây giờ chủ yếu là in thiệp cưới thôi, in thiệp cưới với phát tờ rơi. Quá trời nhiều khu này luôn. Thịt cưới menu, giúp neo, túi giấy, dịch thuật. Cả một cái con đường này chuyên về làm về mặt hàng in thịt cưới danh thiếp, và chuyên làm về vỏ xe ô tô rất là nhiều. Trời, dọc theo cái đường này toàn là in màu, in danh thiếp, photocopy, đánh máy là nhiều. Dạ thì nãy giờ em đi vòng trên đường Lý Thái Tổ để giới thiệu đến các quý cô bác anh chị xem biết bà con mình kinh doanh mặt hàng gì trên đường Lý Thái Tổ, bà con mình buôn bán làm sao. Thì cũng tới vòng xoay này kẹt xe quá rồi. Dạ em cũng xin dừng đoạn clip ở đây. Dạ và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại.